Lòng xe điếu này thấy bảo hiếm, mà ông này ngày nào cũng có, ảo thật. Ôi bạn ơi, không biết bạn nghe thông tin ở đâu đấy. Xin chào cả nhà nha, lại là mình Thế Lòng Xe Đạp đây. Hôm nay thì mình được đón một thực khách cũng rất là nhiều những kinh nghiệm về ăn món lòng. Vậy mọi người cùng theo chân mình để xem cái trải nghiệm của bác ý như thế nào nhá. Mọi người đi cùng mình nhá. Đầu tiên em Thế rất là cảm ơn mọi người. Hôm trước thì em có quay video báo là em đang điều trị ở trong viện ấy, cũng rất là nhiều anh chị nhắn tin cũng như comment hỏi thăm. Hôm nay 11 giờ trưa tiêm xong ấy thì em lại xin về, gần Tết đông khách nên em về phục vụ cho chu đáo. Mọi người có thấy em Thế sướng không? Đấy, cứ ốm bệnh cái là bố mẹ cứ gửi gà liên tục đấy, đàn gà ở trên nhà là kêu tách 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 luôn anh em ạ. Đấy, mẹ gửi cho em 3 con gà rồi là hộp trứng này. Đấy, trên nhà có rau sạch thì mẹ em gửi xuống cho. Đấy, và đặc biệt là khi mà lấy vợ rồi rất là sướng mọi người ạ. Đấy, có vợ về nấu cơm, làm xong về ăn cơm, sau đấy chiều lại có cơm mang vào viện để ăn. Đấy, còn quay trở lại cái câu chuyện mà lòng xe điếu ngày nào cũng có ấy, thì không biết là bác nhận thông tin ở đâu chứ em Thế thì chưa bao giờ nói ra câu đấy mọi người ạ. Bác nào mà hay gọi em hỏi lòng xe điếu thì các bác biết đấy, có khi hỏi 4-5 lần chả có, mà bác ấy lại bảo em ngày nào cũng có thì là không đúng, bác lên tìm hiểu kỹ lại nhá. Đấy, nhưng mà mọi người đến lòng chát ăn ấy thì mọi người cũng đừng lo, tại vì ở chỗ em thì rất là nhiều các cái món ngon đấy mọi người. Nhìn này, em nọ đuôi chiên vàng ướp, canh măng tiết mềm mướt đấy, lòng rán, lòng lướng đầy đủ. Hôm nay không có lòng xe điếu nên là mời các bác tận ở trên Thái Nguyên xuống ăn đầu lòng mọi người ạ. Ê, đặc biệt thời tiết lạnh lạnh này có cái khúc dồi ăn thì liệu có ok không mọi người ơi. Đấy, lạnh lạnh này làm ba nước chấm thần thánh, xong làm miếng dồi tiết này chấm đẫm vào ăn rất là mềm và mướt luôn. Đợt này em Thế không có lòng xe điếu nên là không gửi được đi tỉnh. Đấy, hôm nay là có anh ở trên Bắc Giang mọi người ạ, là một trong những khách hàng quen, sáng nay gọi điện có lòng xe điếu không ấy thì em bảo không có, thì bảo thôi làm giúp anh đầu lòng này, dồi này với lại dạ dày mọi người ạ. Dạ dày của bên em rất là ngon mọi người, nhìn này, củ cuối phần cuối này ăn rất là giòn. Đợt này cuối năm rất là nhiều anh chị làm trong ngành nhà hàng bất động sản hay là các cái ngành kinh tế thì cũng đều có báo lại là đấy, năm nay là kinh tế khó khăn, nhưng mà thôi mọi người cùng cố gắng nha mọi người nhá. Cuộc sống thì có lúc này lúc kia, anh em cứ chăm chỉ chịu khó thì em nghĩ là thời cơ cũng sẽ đến thôi. Đấy, đồ đạc xong rồi thì em cho vào đóng hộp để gửi lên trên Bắc Giang mọi người nhá. May quá hôm nay nhà xe thì có dịch vụ đến lấy tận nơi luôn, chứ đông khách mà em đi thì hơi căng. Đấy nhá, mọi người đi cùng mình nhá. Đây là cái lòng này mà cháu là tuyệt vời nhất. Ăn rất nhiều nhưng mà về đây thì nó là tuyệt vời. Cái món này thì là đúng là đi nhiều vùng từng ngợp này. Thế đây mới có đấy. Rất tuyệt vời. Trông cái này thôi nhưng mà chúng ta ăn vào rất mềm quá. Cháu quảng cáo, cháu trên TikTok thì cháu bảo là ăn nó mềm mướt đấy. Thì bác có thấy nó mềm mướt không? Đúng rồi, mềm mà. Không nhận ngọt. Được, cảm ơn nhé. Rất ngọt. Tuyệt vời. Là em Thế mãi chuẩn bị đồ nên là chưa kịp pha cho các bác bát nước chấm thần thánh này, nước chấm lây mà chấm với lòng luộc thì tuyệt vời luôn. Các bác dùng món xong cuối cùng làm thêm lùi lẩu cháo thanh ngọt này nữa thì đúng thật sự là mê ly, chả biết có ngon hay không. Thấy các bác cười phớ lớ như này là em Thế sướng rồi. Dạo này Hà Nội lòng xe điếu không biết đi đâu hết đấy, bác nào mà có lòng xe điếu ngon ấy thì ới em Thế nhá. Cuối năm rồi, chúc các bác thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi để năm nay có một cái Tết ấm no bên gia đình, lao động hăng say, vận may sẽ đến. Đấy, bây giờ em Thế là đang ngồi ở dưới hành lang bệnh